chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng được yêu. Dắt đầu bà 12 với bà bà một, còn lại cô Út đó. Lại tôi với bà ba với bà. Hai cõi luôn. Đã chưa? Về luôn nè. Chị ba cũng ném miếng rượu, ném hai, nói vậy chứ. Luôn có một chút xíu rồi chứ không ai đâu nữa. Tặng cho con. Thôi bây giờ vậy đây, cô hai có đứng hai chứ con mình cô à. Cô tặng cho cô. Vậy đi, có nhiều người quá làm chi vậy. Cô cho một mình tôi à. Bữa nay cô cho cô đem luôn. Có con có rượu cũng được. Vợ đi không mà không có dòng họ đâu mà cho. Tôi người dân cũng cho ai đó. Còn nói thứ hai là phải lấy thêm chị nữa. Có hai thứ hai cho chồng. Vậy để dùng miếng rượu để cho cháu nó để ở đây là có cha rồi bác mẹ rồi bác này cho thằng nhỏ xá lại gì đó thì trước mắt thì thôi ông bà có công cực khổ ở đây thì thôi thì ném rượu trước đi mà để là đúng rồi để cha mẹ chết đi rồi mình vui ra từ từ mình làm luôn chứ không phải là để ông bà thì để ông bà trước lên mình để cha mẹ mình đi vui ra ném không thì làm cái đó em trước đi hai bà bên ta đi à để có làm rồi. Thì bây giờ
giờ cái chỗ là cô á, đúng không? Để thôi bên trước này là cái chỗ anh chị bè bạn cô chú bác gì đó thì rồi còn vé nữa rồi không? Để bỏ túi đi, bỏ ra bỏ à. Đi đây rồi xong rồi. Rồi âm hai trước mắt coi. Rồi đeo vô coi coi cái cụ không còn không nên tính gì nữa nghe. Rồi cái hộp nó mày bỏ túi luôn chứ mày đừng bỏ đây nữa nghe. Rồi hai xong rồi tới tư phải không? Năm chứ sáu rồi ba phải không? Không tính trốn về rồi người nhớ cái quán chỗ này nữa. Ba đó giờ anh kêu ba hàng đó giờ nó út hết không thằng nào ở dưới đó cho nó đi tính rồi từ rồi cái anh cắt mít từ hổm gầy bán được bao nhiêu cái anh cắt mít rồi còn hết rồi tất cả rồi mời anh em cô bác rồi đó luôn nha rồi, mày góp chứ mày giờ tới mày rồi đó tao giờ tao đứng đây thôi giờ tới mày góp đi mày luôn hả à, mấy ông anh tự góp uống đi tao kiếm cái chai đi ném thôi được rồi. Bao người giờ đâu mấy khi được cười.
cho đã, khi nào thông thả về nhà anh nha. Nói một là một mà hai là hai, cái nào không đúng thì mình cho là sai. Hôm nay không nổi thì mình qua ngày mai, mà coi tương lai hai đứa sau này là ai bằng ai. Đường quê quanh con xanh ngát kéo nhanh tò mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để ma giàu to. Ba má anh đã kêu anh mấy cưới đi, tiền tao sẽ lo. Thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh, rước dâu đi về quê, pháo hoa đông đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thầm măng nồng. Hai ba dâu đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Có ai bàn tay trước giờ chưa nắm ai, em cũng như tình đầu vì dầu anh thương em quá. Chờ một ngày nào đó ta sẽ sống trong một nhà, rồi còn mình sống trong ngày đêm. Và giờ mình chẳng cần gì thêm, anh sẽ luôn là một bờ vai chở che cho em đến suốt cuộc đời. Bông hoa hồng trên tay của em, đưa bàn tay anh trao chiếc nhẫn này. Em yêu à, ta là của nhau, dịu dàng môi tóc sống thật rồi mà. Ai ai mình cưới nhau đi, ai ai mình cưới nhau đi, ai ai mình cưới nhau đi, ai ai mình cưới nhau đi mà. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh say tình nồng trọn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình cưới nhau đi. Thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu, yêu nhau
cho tới tầm này anh chợt cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em chán từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Thế nên cứ phải cười cười sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai nó dính bầu. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thời xuân kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh say tình nồng trọn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Em ơi rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Oh.